Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách làm thế nào để chúng ta có thể là chia sẻ được cái file văn bản ở trên hai chiếc điện thoại Samsung này nhé mọi người nhé. Đó, thì uh, việc đầu tiên thì các bạn uh, sẽ vuốt cái thanh điều hướng của hai chiếc điện thoại này xuống và chúng ta sẽ tìm đến cái phần là uh, chia sẻ nhanh và chia sẻ lân cận nhé mọi người nhé. Đó, uh, một bên là chia sẻ nhanh và một bên là chia sẻ lân cận thì nó đều như nhau. Uh, thực ra hai chiếc điện thoại này của mình là hai chiếc điện thoại Samsung nhưng mà một dòng Samsung là Note còn một dòng Samsung là S Thế nên là nó hơi khác nhau một chút nhé mọi người nhé rồi thì chúng ta sẽ bật cái phần này lên này bật cái phần chia sẻ nhanh đó thì các bạn sẽ chọn vào cái uh, bất cứ ai ở gần cho mình nhé để mặc định hai chiếc điện thoại này có thể là nhìn thấy nhau đây bên này cũng vậy này rồi mình sẽ bật nó lên này đó và chúng ta sẽ chọn vào phần là mọi người nhé rồi mình ấn vào xong này rồi thì bây giờ mình sẽ thử uh, chia sẻ cái file từ chiếc điện thoại này sang nhé đây mình sẽ vào cái phần uh, file ghi chú cái văn bản của chúng ta chẳng hạn Đây uh, ví dụ như cái văn bản này mình làm uh, tiêu đề cho một cái video ở trên youtube chẳng hạn đó và bây giờ mình sẽ chia sẻ cái file văn bản này sang chiếc điện thoại uh, bên cạnh này nhé mọi người nhé rồi thì mình sẽ kích vào cái phần ba uh, gạch ở trên cùng này đó nó có cái phần chia sẻ đây thì mọi người kích vào phần chia sẻ cho mình nhé rồi, ở đây thì các bạn à, sẽ chọn cho mình cái phần là file văn bản nha mọi người nhé. À, ví dụ như chúng ta gửi file hình ảnh thì nó lại chụp cái hình ảnh này, à, nó gửi sang bên chiếc điện thoại này cho mình nhé. Ở à, đây thì mình sẽ gửi file văn bản này. Rồi, à, tiếp theo thì à, nó sẽ hiện lên luôn cái tên điện thoại của mình hiện lên luôn ở trên chiếc điện thoại này, bởi vì mình đã bật là tất cả mọi người xung quanh. Còn nếu mà không hiện thì chúng ta sẽ kích vào phần là chia sẻ nhanh nhé mọi người nhé. Ở đây thì à, của mình đã hiện rồi, mình sẽ kích vào cái điện thoại mình luôn. Đó, ở trên chiếc điện thoại này chúng ta sẽ ấn vào phần chấp nhận cho mình nhá, mình sẽ ấn vào chấp nhận này. Đó, thì đã hiện cái file văn bản lên, à, hiện file văn bản lên ở hai chiếc điện thoại này rồi. Và bây giờ mình sẽ ấn vào phần là sao chép cái văn bản này lại nhá. Chép này, đó thì đã chép vào bộ nhớ tạm rồi. Lúc này chúng ta sẽ lưu lại ở trên cái ghi chú trên chiếc điện thoại này nhá. Đây. Ví dụ như mình cộng thêm cái phần lưu chú khác này. Đây mình sẽ cộng này. Đó và mình dán cái phần vừa mình sao chép vào đây đó để uh, chúng ta lưu lại cái file văn bản nhé mọi người nhé đó thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là chia sẻ cái file văn bản hoặc là ghi chú ở trên chiếc điện thoại samsung nhé mọi người nhé thì mọi người xem là cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích thì cho mình một like đăng ký và chia sẻ video giúp mình còn bây giờ mình xin khép lại cái video tại đây hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé